Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với lớp học tiếng Anh của thầy giáo sen và đây là chủ video mình sẽ làm về kỹ năng viết essay, à, đó là phần IELTS Writing Task 2. Tuy nhiên, à, các bạn không nhất thiết phải tham gia kỳ thi IELTS à, mới có thể xem được video. Chủ video này sẽ dành cho tất cả mọi người. À, nếu các bạn đang bị mất căn bản nè, hoặc là các bạn đang muốn bắt đầu tập viết tiếng Anh thì chúng ta đều có thể xem được. Và các bạn nhớ xem đến hết video ha. Tại vì sẽ có rất là nhiều những cái chi tiết nhỏ quan trọng mà mình sẽ lưu ý. Và để cho cái việc học của chúng ta có thể hiệu quả nhất thì các bạn nhớ chúng ta nên có sổ tay và bút. Ok, bắt đầu thôi. Và trên màn hình như các bạn thấy, chủ đề của ngày hôm nay là bí kíp để chúng ta sẽ không bị bí ý tưởng khi viết cách xây. Thì bí ý tưởng là một cái nỗi ám ảnh thực sự À, khi mà chúng ta luyện viết tiếng Anh nè, cũng như là khi mà chúng ta vào trong vòng thi, tại vì thời gian thì có giới hạn, đó, do vậy là buộc lòng chúng ta phải làm sao à, có ý tưởng nhanh nhất có thể. Và bây giờ mình sẽ minh họa cho các bạn hai cách ha. Đầu tiên hết, chúng ta sẽ có một cái chủ đề rất là quen thuộc, nhiều ngày càng nhiều học sinh chọn ra nước ngoài để học đại học à, và chúng ta sẽ cần phân tích lợi ích và bất lợi với đối với chủ đề này thì áp dụng kiến thức từ những bài trước ha. Đầu tiên thì mình sẽ xác định phần chủ ngữ mà mình sẽ viết. Thì mình sẽ lấy từ trong đề nha các bạn. Đây. Ra nước ngoài để học đại học. Thì bây giờ mình sẽ làm cho cái phần này nó gọn hơn ha. Mình sẽ thay cái phần đầu bằng một trạng từ là abroad, có nghĩa là ở nước ngoài và mình sẽ thêm in vào trong phần động từ để biến nó thành danh động từ. Thì khi này là mình đã có được một cái chủ ngữ để mình có thể sử dụng mình viết ý tưởng rồi, cách đầu tiên để mà chúng ta tránh cái việc bị bí ý tưởng Là chúng ta sẽ phân tích à, ý tưởng dựa trên những cái danh từ của chủ đề các bạn Thì ở đây mình sẽ có những danh từ bao gồm có học sinh nè Rồi, nước ngoài ha Cũng như là à, higher education có nghĩa là giáo dục ở đại học Do vậy mình sẽ có danh từ là university Rồi, bây giờ thì mình sẽ lần lượt phân tích lợi ích và bất lợi dựa trên những danh từ này Đầu tiên là học sinh ha các bạn Bây giờ mình sẽ viết một lợi ích ha Là việc du học à, Mình viết là có thể giúp học sinh Trở nên Độc lập hơn Và bây giờ mình sẽ giải thích à, Cho cái phần ID này luôn Điều này là vì Họ phải Tự chăm sóc bản thân Rồi Nấu ăn Và làm thêm để trang trải sinh hoạt phí Đấy Đấy, các bạn có thể thấy là dựa trên cái uh, danh từ học sinh thì mình đã ra được một cái phần uh, lợi ích. Bây giờ thì mình sẽ làm phần bất lợi ha. Thì mình sẽ viết là du học có thể khiến học sinh gặp vấn đề tâm lý như uh, cô đơn và nhớ nhà. Đấy, thì để cho làm cho cái phần idea này nó rõ ràng hơn thì mình sẽ ghi rõ ở đây ha là du học. À, một mình, Đó. và những cái vấn đề tâm lý này thì mình sẽ đưa ra một cái hệ quả là có thể ảnh hưởng ha việc học của học sinh. Đấy. Và bây giờ mình sẽ làm ra phần tiếng Anh cho các bạn coi ha. Rồi mình sẽ sử dụng cái chủ ngữ mà mình đã chuẩn bị ở trên, mình sẽ viết là studying higher education abroad. Rồi sau đó chúng ta sẽ sử dụng modal verb các bạn nhớ không? À, nếu các bạn chưa chưa hiểu là tại sao chúng ta sẽ phải dùng modal verb ví dụ như can ở đây các bạn có thể xem lại video đầu tiên ha can giờ chúng ta sẽ có động từ là help nè học sinh trở nên là become ha độc lập hơn mình sẽ sử dụng cái tính từ là self reliant rồi bây giờ mình sẽ giải thích điều này là bởi vì họ phải they have to chăm sóc bản thân là take care of themselves. nấu ăn là cook. làm thêm là do do part time job. Rồi, trang trải sinh hoạt phí ha thì mình sẽ ghi là cover living expenses. Rồi, xong rồi các bạn. Tiếp theo mình cũng sẽ sử dụng cái phần chủ ngữ giống như vậy. Rồi, bây giờ mình sẽ viết ha. Có thể khiến học sinh gặp vấn đề tâm lý thì mình cũng sẽ sử dụng cái cụm mà mình đã uh, học, mình đã hướng dẫn các bạn ở trong video thứ hai Đó chính là cause student to encounter. Các bạn nhớ không? Uh, cause somebody to verb. Và chúng ta có encounter, có nghĩa là đối mặt với một cái vấn đề. Thì vấn đề tâm lý thì mình sẽ ghi là mental uh, problem. Mình sẽ thêm là mental health problem nha. Vấn đề về sức khỏe tâm lý và mình nêu rõ hai cái là cô đơn là loneliness còn nhớ nhà là home sickness đấy các bạn thấy không rồi ở đây mình có một chữ một mình nữa ha các bạn thì bây giờ mình sẽ ghi ở đây là studying higher education abroad alone một mình và mình sẽ ghi cái câu hệ quả ha điều này this à, có thể mình ghi là may ảnh hưởng đến việc học thì mình sẽ dùng cái cụm là Negatively Affect uh, Student Study at School. Rồi, như các bạn có thể thấy là dựa trên cái phần danh từ học sinh thì mình đã có thể viết ra được một lợi ích và một bất lợi. Bây giờ thì mình sẽ sử dụng cái tiếp theo. Đó chính là uh, nước ngoài. Với cái phần danh từ là nước ngoài thì mình giờ mình sẽ viết phần idea như sau mình biết là du học nước ngoài sẽ giúp học sinh mở rộng ha kiến thức à, văn hóa Đấy, kiến thức văn hóa và mình sẽ à, giải thích chuyện này ha điều này là vì học sinh có cơ hội à, giao tiếp và sinh hoạt với người dân địa phương đấy và mình sẽ ghi rõ cái chỗ kiến thức văn hóa này ra ha à, như, là, à, này. như là cách giao tiếp nè như là cách giao tiếp nè ẩm thực ha đấy và lối sống đấy rồi bây giờ mình sẽ cũng sẽ đưa dịch ra tiếng anh ha các bạn mình sẽ thay cái chủ ngữ một chút, mình sẽ đổi chủ ngữ chút xíu ha, mình ghi là living in other country can help. Rồi bây giờ mình sẽ ghi rõ du học sinh là international student. Mở rộng kiến thức văn hóa mình sẽ ghi là broaden their knowledge about uh, cultures. Rồi và bây giờ mình sẽ ghi rõ ví dụ ra, ví dụ như là uh, The way of communication, ẩm thực ha, mình sẽ dùng một danh từ là cuisine, ẩm thực. Rồi lối sống là uh, lifestyle. Rồi và bây giờ mình sẽ giải thích bằng this is because they have uh, chances to communicate nè, giao tiếp nè và sinh hoạt ha, and live with. Uh, locals Thì các bạn có thể ghi là Local People Hoặc là các bạn dùng Locals và các bạn thêm S vào cũng được Đấy Và thế là các bạn thấy là mình đã làm ra được một cái phần uh, lợi ích Tương ứng với lại phần danh từ là other the Countries Các bạn thấy không Rồi Và bây giờ thì mình sẽ Làm ra một cái bất lợi luôn ha Tức là Mình ghi là du học nước ngoài có thể khiến học sinh gặp à, vấn đề khác biệt văn hóa các bạn Đó, khác biệt văn hóa rồi và bây giờ mình sẽ nêu cái hệ quả của chuyện này ha tức là họ có thể à, gặp khó khăn trong việc à, giao tiếp chẳng hạn gặp khó khăn trong việc giao tiếp à, hoặc là làm quen với ẩm thực À, làm quen với ẩm thực um, bản địa. Đấy. Rồi bây giờ mình cũng sẽ dịch cái này ra phần tiếng Anh luôn ha. Rồi bây giờ mình cũng sẽ sử dụng cái chủ ngữ giống như ở trên. Living in other country can cause mình cũng sẽ sử dụng cấu trúc tương đương với là phần trên ha. Student to encounter à, khác biệt văn hóa. Chúng ta có một cái cụm là culture shock các bạn. Culture shock. Rồi. Và bây giờ mình sẽ nói rõ ha. To be more specific. Đây mày gặp khó khăn mình sẽ có một cái cụm là find it difficult to communicate in foreign languages. Hoặc là làm quen ha. Làm quen thì chúng ta sẽ có cái chữ là get used to. Or get used to uh, local. Rồi các bạn nhớ chữ ấm thật không? Cuisine. Đấy, như vậy là mình đã uh, làm ra được hai cái idea lợi ích và bất lợi tương ứng với lại cái danh từ là All the Countries. Và các bạn cũng có thể tiếp tục uh, brainstorm idea theo cái danh từ còn lại là University. Ví dụ như là lợi ích của việc học đại học nước ngoài đó là học sinh có thể tiếp cận được một cái những cái chương trình học uh, với chất lượng cao. À, đặc biệt là khi mà học ở những cái quốc gia như là anh Mỹ hoặc là Úc và bất lợi thì chúng ta có thể nêu là học ở những quốc gia như vậy thì có thể là sẽ gây áp lực về mặt tài chính cho học sinh đó à, ví dụ là, là bởi vì cái học phí cũng như là sinh hoạt phí ở những quốc gia này nó sẽ khá là cao rồi Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thứ hai để mà chúng ta có thể à, vượt qua được cái vấn đề bí ý tưởng thì ở đây chúng ta sẽ có một cái chủ đề là bất cứ ai cũng có thể sử dụng điện thoại di động để thực hiện cuộc gọi công việc nè hoặc là gia đình à, bất kỳ nơi đâu 7 ngày một tuần và chúng ta cũng sẽ phân tích phần lợi ích và bất lợi luôn thì cách thứ hai là mình sẽ phân tích chi tiết phần đối tượng của bài các bạn ở đây chúng ta có một đối tượng khá là chung chung đó là anyone bất kỳ ai thì bây giờ mình sẽ phân tích ra thành những cái đối tượng cụ thể ví dụ à, mình sẽ phân tích theo độ tuổi đi ha thì mình sẽ có đầu tiên là trẻ em ha children sau đó mình sẽ có là à, người đi làm hoặc là học sinh cũng được rồi, sau đó mình sẽ có là người già đi, the elderly. Và mình sẽ cũng sẽ có phần chủ ngữ ha. Các bạn thấy phần chủ ngữ chúng ta có thể dễ dàng lấy được trong bài ha. Đó chính là phần động từ use a mobile phone. Và chúng ta chỉ cần thêm in vào động từ là chúng ta sẽ có được một phần danh động từ để dùng làm chủ ngữ. Đó, rất là tiện lợi. Rồi bây giờ thì từng đối với lại tương ứng với lại từng đối tượng. Bây giờ mình sẽ phân tích lợi ích rồi bất lợi cho các bạn xem ha đầu tiên với à, trẻ em thì mình sẽ viết à, một cái ý tưởng như sau việc dùng điện thoại nó sẽ có những cái loại điện thoại à, chuyên dùng để cho trẻ em có thể sử dụng nha các bạn tức là việc dùng điện thoại có thể à, bảo vệ trẻ em khỏi nguy hiểm các bạn như là đi lạc ở nơi đông người chẳng hạn đấy thì chúng ta sẽ à, giải thích cái này ha. Điều này là vì trẻ có thể liên l... trẻ có thể dùng điện thoại ha. Để ngay lập tức đi liên lạc với bố mẹ. Đó, các bạn thấy không? Bây giờ thì mình sẽ dịch ra phần tiếng Anh cho các bạn xem ha. Mình dùng chủ ngữ là using a mobile phone can protect ha các bạn, protect children. Rồi, nó sẽ đi với giới từ from nè. Thì bây giờ mình ghi rõ phần nguy hiểm ở đây có nghĩa là đi lạc ha. Đi lạc mình sẽ sử dụng là getting lost in crowded places. Đấy. Và mình giải thích. Uh, this is because they can uh, instantly ha các bạn. Instantly có nghĩa là ngay lập tức. Use their phone to contact uh, their parents. Đấy. Các bạn thấy không? trẻ em có thể ngay lập tức dùng điện thoại để mà à, liên lạc với ba mẹ đấy điều này sẽ giúp cho trẻ em tránh được những cái nguy hiểm ví dụ như đi lạc nơi đông người và tương ứng như vậy ha mình sẽ viết ra một cái phần bất lợi đối với trẻ em à, dùng điện thoại quá dùng điện thoại quá mức ha có thể à, ảnh hưởng sức khỏe của trẻ chẳng hạn và mình sẽ nêu cụ thể ra là ba mẹ thường cho phép trẻ uh, chơi game trên điện thoại đấy và điều này có thể um, điều này có thể um, gây hại um, cho mắt của trẻ em chẳng hạn đấy mình làm ra một idea đơn giản các bạn rồi, bây giờ mình lại sử dụng cái phần uh, chủ ngữ là Using a mobile phone. Nhưng mà bây giờ mình sẽ thêm cái chữ là quá mức nữa các bạn. Mình sẽ thêm một cái trạng từ ha. Là excessively. Có nghĩa là quá mức, quá nhiều. Mình nói là can negatively affect uh, children. Mình dùng sở hữu ha. Children health. Rồi. Và bây giờ mình sẽ nêu rõ ra. For example. Parent thường nè là often allow their children to play games on uh, on their phone rồi và bây giờ mình sẽ sử dụng một cái mệnh để quan hệ đi ha và điều này which can cause mình sẽ dùng là cause damage đi gây tổn hại cho cái thị lực của trẻ uh, which can cause damage to their eyesight đấy thị lực ha Ai sai Rồi và bây giờ mình lại tiếp tục Mình qua cái à, đối tượng là worker Thì bây giờ mình sẽ ghi cái phần à, lợi ích là gì Dung điện thoại sẽ giúp người lao động à, Làm việc từ xa các bạn Đấy và bây giờ mình đưa ra một cái dẫn chứng ha Tức là ví dụ trong thời kỳ dịch Covid-19 đi các bạn thấy là uh, các công ty vẫn có thể duy trì hoạt động như uh, họp trực tuyến ha thông qua phần mềm zoom đó, trên điện thoại các bạn thấy không đó một ví dụ rất là thực tế luôn và bây giờ mình lại tiến hành mình dịch ra thôi vẫn là chủ ngữ using a mobile phone ha các bạn. Mình sẽ ghi là can uh, allow đi. Allow a worker to allow worker to work remotely. Mình sẽ ghi thêm là right at home nữa. Rồi. Và mình đưa ra ví dụ ha. During COVID-19 pandemic, có nghĩa là trong thời kỳ dịch COVID, thì Company, ha. Company, uh, still. Và bây giờ mình sẽ sử dụng quá khứ, ha. Tại vì cái thời kỳ dịch COVID này nó đã qua rồi. Still maintain their uh, business activity. Rồi. Ví dụ như là uh, having meeting, online meeting. Online meeting. Rồi. Mình sẽ ghi là thanks. Thông qua ha Nhờ vào Through um, Zoom App Ha The Zoom Thông qua cái ứng dụng Zoom ha On a Smartphone Rồi Các bạn thấy không Như vậy là mình đã làm ra được Một cái phần lợi ích Đối với việc là Người lao động họ sử dụng điện thoại di động Rồi Bây giờ thì mình sẽ làm thêm một bất lợi ha Đó là Dùng điện thoại Di động ha có thể khiến người lao động à, sao nhãn công việc đó và mình sẽ nêu lý do cụ thể ha tức là à, rất nhiều rất nhiều người lao động à, bị nghiện bị nghiện lướt mạng xã hội ha đó, bị nghiện lướt mạng xã hội và điều này ha sẽ khiến điều này sẽ khiến à, năng suất ha làm việc giảm Đấy các bạn thấy không Và bây giờ mình lại tiến hành dịch ra thôi Các bạn thấy nhanh không Đấy, Và mình lại sử dụng cái chủ ngữ using a mobile phone Rồi Bây giờ mình lại sử dụng Mình sẽ sử dụng một cái động từ đó là distract nha các bạn Gây sao nhãng, mất tập trung Workers from their task. Ha. Làm phân tán không? Distract đi với from khỏi cái công việc rồi mình giải thích ha. This is because many mình sẽ đổi cái chữ worker thành employee. Mà many, many employees today bị nghiện mình sẽ dùng cái tính từ là addicted. Addicted to. Rồi, lướt mạng xã hội mình dùng cái chữ scrolling ha. Scrolling um, social networking app và mình sẽ nêu ra hai cái ứng dụng luôn đó là Facebook và TikTok. Đấy, và mình dùng mình và mình sẽ dùng mình này quan hệ ha để mình nêu ra cái hệ quả là which can result in tức là nó sẽ dẫn đến cái việc là the low working performance đấy các bạn thấy không đó và như vậy là mình đã có thể phân tích ra được lợi ích và bất lợi của việc dùng điện thoại di động đối với lại đối tượng là người đi làm vậy còn người lớn tuổi thì sao rồi mình sẽ nói là dùng điện thoại ha sẽ giúp người lớn tuổi um, cải thiện sức khỏe tinh thần đi đó và lý do là bởi vì họ có thể thường xuyên liên lạc với um, liên lạc với con cháu chẳng hạn để một cái idea đơn giản ha bây giờ mình sẽ cũng sẽ dịch ra tiếng anh luôn nè Using a mobile phone can help uh, the elderly improve their mental health. Rồi mình lý giải. Điều này là bởi vì they can frequently ha, thường xuyên uh, communicate with their uh, children. Đấy, các bạn thấy không? và mình sẽ thêm một lời quan hệ nữa đi ha các bạn. So uh, with cái điều mà họ thường xuyên giao tiếp với lại con cháu ha, nó sẽ làm giảm những nguy cơ như là um, cô đơn hoặc trầm cảm chẳng hạn. Which uh, significantly ha, có nghĩa là nó sẽ có tác dụng rất là hiệu quả. Which significantly reduce, uh, the risk of Um, cô đơn là loneliness Cũng như là trầm cảm là depression các bạn Thì người già sẽ thường mắc những cái uh, Bệnh về tâm lý này Mình sẽ thêm vào đây modal verb ha can significantly reduce the risk Rồi tương tự như vậy Thì mình cũng sẽ có một cái bất lợi Cho cái đối tượng người lớn tuổi luôn So um, Dùng điện thoại Có thể um, Khiến người lớn tuổi ha trở thành mình sẽ ghi là trở thành đối tượng của uh, trở thành đối tượng của kẻ xấu rồi thì mình sẽ nêu cụ thể ra đây ha tức là um, họ có thể bị gạt tiền bị gạt uh, họ có thể bị lừa ha bị lừa mất tiền đấy Um, khi nhận những cuộc gọi ha đặt danh rồi thì các bạn thấy đây là đây cũng là một cái vấn đề nhức nhối và nó đang xảy ra hiện tại luôn rồi và bây giờ mình lại sử dụng chủ ngữ là using a mobile phone rồi yeah. và bây giờ mình sẽ ghi là khiến người lớn tuổi ha can make the elderly become Um, đối tượng là target các bạn Targets of Kẻ xấu thì mình sẽ sử dụng cái danh từ là criminal Đó yeah. To be more pacific Mình sẽ nói rõ chỗ này um, They can They may đi They may um, Potentially Tức là có thể sẽ bị Mất tiền là lose money Khi nhận cuộc gọi Mình sẽ dùng động từ là receiving À, những cái cuộc gọi nặc danh ha, mình sẽ sử dụng là a đi, a no Rồi, như vậy, thông qua video ngày hôm nay, với hai thủ thuật đơn giản, đó là phân tích danh từ trong chủ đề, cũng như là phân tích những đối tượng có liên quan, uh, chúng ta đã phần nào vượt qua được cái nỗi sợ bí ý tưởng uh, khi mà viết essay. Có thể nói bí ý tưởng là một trong những cái nỗi ám ảnh uh, của rất là nhiều những... Uh, bạn đang luyện viết tiếng Anh cũng như là luyện viết essay và ngay cả mình luôn. Thì mình hy vọng là video này sẽ hữu ích cho mọi người. Nếu như mà các bạn thấy hay, các bạn hãy cho mình một like và một subscribe nha. Và nhớ đón xem những cái video tiếp theo trong chủ luyện viết essay. Bye bye.